Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít Thái cập nhật ngày 2/5/2024, giá mít đi ngang. Cụ thể là hôm nay tại Tiền Giang, mít nhất 13.000, mít nhì 9.000, mít ba 7.000, mít chợ 3.000. Đồng Tháp, An Giang và Long An mít nhất 12.000, mít nhì 8.000, mít ba 6.000, mít chợ 2.000. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang mít nhất 11.000, mít nhì 7.000, mít ba 5.000, mít chợ 2.000. Vĩnh Long, Trà Vinh mít nhất 11.000, mít nhì 6.000, mít ba 4.000, mít chợ 2.000. Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Thuận mít nhất 7.000, mít nhì mít chợ 2.000. Ở khu vực Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương mít nhất là 8.000, mít nhì là 3.000, mít chợ 2.000. Khu vực Tây Nguyên mít nhất 6.000, mít nhì mít chợ 2.000. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.